Mình xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách trồng rau đạt hiệu quả cao vào mùa mưa. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về, đầu tiên là nói về những cái nguyên nhân mà mùa mưa sẽ làm cho rau nó không chậm phát triển, hoặc là nó bị những yếu tố nào nó ảnh hưởng tới cái việc năng suất của rau vào những cái tháng mưa trong năm. Thì đầu tiên mình nói nguyên nhân trước. Thì cái nguyên nhân á, là khi mà nước nó nhiều quá đó, thì nó làm cho cái giá thể đất nó bị nén chặt xuống như là những cái chỗ này đi, nén chặt quá thì nó bị ỉ nước ở trong này, rồi cái độ xốp của đất nó bị không còn như là cái lúc trước nữa. Thì khi đó thì cái rễ của những cái cây này nó khó đâm vào đất, nó khó phát triển, nó làm cho cái khả năng hút dinh dưỡng của những cái rau này nó bị kém đi. Đó là cái một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai nữa là do thời tiết mùa mưa thì nó làm cho những cái cây rau này nó bị gió, nó làm cho những cây rau bị lung lay này. Nó lung lay thì nó bị lay gốc, nó làm cho rễ nó không có hút được dinh dưỡng tốt. Nó làm cho rễ đứt đi, rồi nó đó là những nguyên nhân. Làm cho cái rễ nè. Thứ hai nữa là làm những cái lá này nè, mưa mạnh quá thì những cái lá này nó sẽ làm cho những cái lá này bị quặp xuống nè, nó rớt xuống đất rồi nó bị dơ, nó không có nhiều khí khổng để nó thoát hơi nước hoặc là nó quang hợp, rồi lá này bị nát đi, nó làm cho mất đi cái năng suất của rau. Thì đó là những cái nguyên nhân. Còn cái phương pháp, bây giờ mình sẽ nói những cái phương pháp để bên như là của bên mình để cho mọi người nắm ha. Thì đầu tiên á, là có cái phần giá thể. Thì trong cái mùa mưa thì bên mình á, giá thể bên mình á, sẽ trộn thêm tro trấu để cho tăng cái độ xốp ở trong đất. Độ xốp ở trong đất á, là như các bạn thấy này, như cái phần ở trên này nè, đất nó vẫn còn xốp thì làm cho cây nó vẫn phát triển tốt được và phát triển ok được. Đấy, trộn thêm tro trấu thì cái đất nó vẫn còn xốp, nó làm cho khả năng thoát hơi nước trong đất của đất, thoát nước của đất nó tốt hơn bình thường, thì nó sẽ làm cho cái rễ nó phát triển tốt. Thứ hai nữa là bên mình sẽ bổ luống như vậy nè, như là cái chậu này mình trồng 8 cây đi, thì bên mình sẽ bổ luống cho nó có phần nó thấp hơn. Đó, mình coi như vậy cho bạn thấy. Đấy. Đó. Khi mà bổ xuống phần đất này nè, mình xới lên, sau đó là mình vung cái đất dư vào những cái gốc cây này nè. Đó, như bên đây thấy. Cái phần có phần thấp nhất nè, sau đó là vung những đất lên những gốc cây. Cái này có tác dụng là nó tạo ra một cái luống, đây là cũng giống như là một cái đường mương nhân tạo đó, cho nước nó khi mà nó xuống thì nó sẽ xuống đây liền, nó không có ảnh hưởng tới phần đất này. Và nó sẽ có chỗ để nó thoát nước xuống cái đáy chậu rồi nó thoát ra ngoài. Với lại cái phần đất thừa này nè, nó sẽ có tác dụng là nó ôm cái gốc cây lại, thì nó làm cho cái gốc cây này nè nó cố định, nó không bị lay dựng của gió thổi thì nó không có bị lung lay mà nó vẫn còn cố định, thì cái giúp cho cái cụm gốc cây này nè nó vẫn còn cố định, nó phát triển vẫn tốt. Nhưng chỗ này cũng vậy, đây có 3 hàng cây thì mình cũng bổ luống nhỏ như này, xong mình tấn lên những cái gốc cây này đó, thì làm cho cây nó khỏe, nó không có bị lay, mà phần đất này nó vẫn thoát nước tốt, nó vẫn giữ được độ tơi xốp đó. Còn cái cách thứ ba nữa là bên mình sẽ chọn những loại rau nó có khả năng chịu mưa tốt. Thứ nhất á, là có nhiều loại rau chịu mưa tốt lắm, thì mình sẽ kể một vài loại mà nó phổ biến, như là cải rổ này, cái lá nó chắc khỏe, nó không bị ảnh hưởng bởi giọt nước mưa. Cải bó xôi này, rồi cải ngọt, cải bẹ xanh, rau muống cũng vậy, hoặc là mồng tơi, đó là những cái loại cải mà nó có thể chịu trong cái thời gian mùa mưa. Còn rau muống á, thì các bạn chú ý là nên ăn cái loại rau muống nè. Cái rau muống của tụi mình cũng bổ luống như vậy. Đó. Như vậy là giúp cho cái cây rau muống nó bổ luống. Khi mà trồng xuống là mặt phẳng nó đều hết,
sau đó tụi ăn trồng trồng sau một thời gian là bạn bổ luống, vung gốc, vung đất lên cho những cái luống rau muống này, thì cái thân của rau muống nó sẽ phát triển nhanh hơn, nó làm cho rau muống nó phát triển rễ nhiều hơn. Trong mùa mưa thì các bạn ăn rau muống chỉ cao tầm 15 tới 20 phân thôi, đừng để cao quá. Cao quá thì cái cây rau muống nó sẽ bị yếu, nó ngã như thế này. Như vậy thì ăn vẫn được, nhưng mà nó làm cho cái khu vườn mình nó cảm thấy rất là bề bộn, rất là xấu. Đây, nó bị ngã này, chủ nhà đang ăn không kịp cho nên để nó hơi cao. Cái cây rau muống này thì cao cũng khoảng 30 phân rồi, 30 tới 40 phân rồi. Đây là cải bẹ xanh. Bẹ xanh thì trong mùa mưa nó phát triển cũng rất tốt. Bên mình cũng bổ đất lên vuông gốc này nè. Đó, cây nó phát triển sẽ rất là tốt, cũng rất là mướt. Nó không có bị xấu. Còn đây là cái hiện tượng bị úng gốc do là trồng sai kỹ thuật. Đây. Như là cái chậu này nè, không có trộn thêm tro trấu. Rải cây con rất là nhiều. Đây là chậu đến bên mình ươm cây con để cấy ra những chậu khác, nhưng mà chưa kịp cấy thì nó bị úng, nó gần chết rồi, gần chết hết rồi. Nó không có chỗ thoát nước nhanh được, nó đất nó giá thể nó không có thoát nước tốt được thì làm cho cái cây bị úng, nó dễ chết vào mùa mưa. Thì đó là một cái vài kinh nghiệm của bên công ty mình làm ra để giới thiệu cho mọi người. Có một vài điều mình muốn nói thêm nữa là mùa mưa thì không nên trồng hành củ. Bên mình trồng hành củ chết hết cả dãy rồi. Nên trồng hành lá, mà loại thân lá. Củ này thì một thời gian nó vẫn lên một đợt hai đợt, nhưng mà sau một thời gian sẽ bị úng củ. Bên mình có trồng thêm loại xà lách, nhưng mà xà lách này là xà lách chịu mưa. Trên thị trường nó vẫn có một loại là xà lách chịu mưa, các bạn nên tìm hiểu và trồng cái loại đó thì vẫn ăn được xà lách trong cái mùa mưa này. Rồi, mình xin kết thúc video nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.